5 năm 10 năm nữa chị khẳng định với em ở Việt Nam những cái doanh nghiệp nào mà chưa có chuyển đổi số qua internet qua app hay qua website như những cái công ty nước ngoài những cái công ty đó sẽ biến mất vĩnh viễn rồi. em đang là sinh viên học ngành du lịch đó nhưng mà em bị ngại cái ngành hiện tại quán liên quan tới tương lai do covid đó chị hồi nãy chị, chị mới là... nói xong <laughs> chị mới nói xong chắc nó ngồi nó nghe nó nhột nó chết cha chị mới nói ngành du lịch đó hả chết dừng sao đây <laughs> biết tiếng anh không nè dạ có ạ, à, okay. rồi bây giờ em bắt đầu tập Uh, làm tìm một cái skill gì đó mà liên quan đến tiếng anh và không phải về du lịch nữa đi chứ không là em sẽ đi em sẽ điếc đó em sẽ khổ đó chị biết ở đà nẵng dân đà nẵng dân quảng nam dân hội an mình là thích học về du lịch ừ. tại vì du lịch uh, miền trung mình là đang phát triển mà nhưng mà để cho nó ổn định lại là phải ba bốn năm tới ba bốn năm tới em cần tiền để xài em biết không học marketing online học để support e commercial những cái này chị nói thiệt nó đang đi lên lắm mày chỉ ít mày có tiền để mấy tháng tới ví dụ như em tìm hiểu coi là những cái cái cô chú nào ở Việt Nam mà người ta đang muốn chuyển giao công nghệ của họ á, là từ bán hàng tại uh, shop bây giờ họ muốn làm online website ở chẳng hạn đi lên học đi lên học làm sao để mà phụ họ admin quản trị mạng bởi vậy trên trong tim của chị chị bày cho tụi nó mấy cái này mà tụi nó không có hiểu là chị như đang làm cái gì với tụi nó em hiểu không đây chính là những cái con đường sắp tới cho tụi mày kiếm tiền đó chứ không còn một con đường nào khác nữa đâu những đứa mà đang làm du lịch mà chưa có coi kênh chị tụi nó đang chết dần chết mòn tin gì đây. Đừng có đâm đầu vô cái lỗ đó, em hiểu không? Đi vô ví dụ như em không không biết nhiều em bắt đầu tìm tiếng Anh, em biết tiếng Anh mà em mới nói với chị em biết tiếng Anh tìm hiểu coi hay in skill trên thế giới bây giờ người ta đang cần là gì? Hay in skill skill nào? Được không Na? Ừ. Dạ dạ, cảm ơn chị. Ừ, cảm ơn em. Tại sao việc uh, giải quyết việc làm đáng là vấn đề các ở nước ta? chị nghĩ đây chắc là một trong những cái chủ đề mà không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Cái vấn đề mà thế giới đang gặp phải cứ 10 năm một lần hay nó còn gọi là khủng hoảng kinh tế thị trường hay còn gọi là uh, thiên tai á, thiên tai giống như lũ lụt của mình á thì cái này nó nó giống như là chấn động thế giới bởi vì dịch bệnh mà, dịch bệnh với thiên tai là một trong những cái thứ mà làm cho thế giới kinh tế nó đi xuống nhanh nhất. Bởi vì em không có em không có nhìn thấy được con vi khuẩn đó, em không có nhìn thấy được dịch bệnh rồi cái vấn đề việc làm nó là cái vấn đề nhức nhối cho chính phủ cũng như quốc gia bởi vì họ không dạy cái điều đó trên nhà trường giờ chị hỏi ví dụ tụi mày có biết ở trên trường người ta có dạy tụi mày tiền là cái gì không người ta không dạy tụi mày có biết làm sao để đi kiếm tiền không dạ em chỉ biết là em ra em có cái bằng rồi em xin vô chỗ đó người ta trả tiền cho em để em đi làm công rồi em có tiền chấm hết tụi mày không biết làm ra để làm ra tiền để mà nhân tiền lên tụi mày không biết làm sao làm ra tiền để đầu tư tụi mày không biết làm kinh doanh là cái gì tụi mày cũng không hiểu được là tại sao ba má mình xài tiền kiểu vô dụng như vậy nợ nần tùm lum tà la tụi mày cũng không hiểu tại sao ông bà hàng xóm của mày người ta lại giàu như vậy tụi mày không hiểu một cái gì về tiền hết cho nên khi mà bảo nó đến hay còn gọi là cái cái gọi là uh, khủng hoảng kinh tế thị trường bây giờ nó đến cái tụi mày bắt đầu thất nghiệp bây giờ thất nghiệp nó giống những chuyện là mất bò mới lo làm chung vậy đó xưa giờ không bao giờ học những cái kiến thức này chị mà dạy mấy cái này trên mạng bảo đảm không một đứa nào của tụi mày coi hết tại vì sao chán quá chị ơi coi phim vui hơn khi cuộc đời của tụi mày vui vẻ hạnh phúc sung túc tụi mày sẽ không thích nghe những cái kiến thức này tại vì nó là vô dụng bây giờ đang có một ngày ba bữa tiền lương bảy tá bảy triệu 10 triệu mắc mới gì phải nghe mấy cái này bây giờ tụi mày mới bắt đầu khổ tụi mày mới bắt đầu thất nghiệp thì tụi mày mới lết vô đây chị ơi giờ chị bày cho em đầu tư đi mụn rồi cưng mụn rồi giờ mày học cũng chỉ tới cái wave tức là cái đợt kế tiếp khủng hoảng kinh tế kế tiếp thì tụi mày mới quả may tụi mày mới làm giàu được còn trong 10 năm tới tụi mày phải đi dọn cái đống rác của toàn thế giới đã gây ra hay còn gọi là dịch bệnh và cũng như là nền kinh tế thị trường khủng hoảng rồi làm sao để mà giải quyết cái vấn đề việc làm đó đi em không thể nào dựa vô chính phủ để giải quyết cho em được bởi vì chính họ họ cũng không có cách giải quyết chị nói thẳng là vậy họ chỉ có thể cứu trợ tụi mày họ chỉ có thể móc hết ngân khố ra họ support họ hỗ trợ dân được bao nhiêu thì hỗ trợ thôi nhưng mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về tài chính của mình mỗi cá nhân phải tự hiểu được là à mình dốt ngày hôm nay mình không biết gì về tiền là lỗi do mình mình ấy lại, cuộc đời của mình mà mình ấy lại vô cha vô mẹ của mình xong bây giờ mình ấy lại vô xã hội, mình ấy lại vô chính phủ, đó là lý do tại sao tụi mày bây giờ bị trả báo. Trả báo tức là sao? Sau cái dịch này chị đã từng làm video dạy rồi. Một số lớn những cái người mà gọi là arrogant hay còn gọi là chảnh chạy nghĩ mình là ngon là giỏi có doanh nghiệp hoặc là có cái việc lương cao, hơn 50% cái số đó sẽ vĩnh viễn mất việc và họ phải đi tìm một cái ngành mới để làm rồi cái thứ hai sau cái đại dịch này một cái số lớn lượng người có nghĩa là đã từng giàu người ta sẽ không còn giàu nữa hoặc là người ta sẽ bị phá sản và đào thải luôn đào thải là cái tự nhiên của xã hội và em không có né được em không có né được tại sao tại vì em không có kỹ năng hay tiếng anh nó gọi là high income skill high income skill tức là cái kỹ năng mà dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra em cũng không bao giờ thất nghiệp em cũng không bao giờ có tiền gọi là không có tiền để sống và em cũng không bao giờ phải phụ thuộc vô chính phủ những cái kỹ năng mà để kiếm ra tiền nhiều những cái kỹ năng mà làm ra được tiền nhiều mà để cho người ta mời em về chẳng hạn bán hàng bán hàng nhưng phải bán cao cấp chứ không phải bán son bán phấn ba cái đó là tầm thường rồi những cái kỹ năng kế tiếp internet mày làm gì về marketing online mày đã biết marketing online như thế nào chưa e commercial bán hàng trên mạng những cái shop trên mạng mày có biết cách vận hành một cái shop online là như thế nào mày có quản trị được một cái shop online như vậy là như thế nào hay không rồi management quản lý người em có giỏi về emotional skill hay không em có thể quản lý hoặc là làm leader cho một nhóm 10 15 20 100 người hay không rồi cái tiếp những cái kỹ năng về internet về phần mềm làm sao để mà zoom để mà giúp người ta trong những cái buổi học như vậy hoặc buổi họp như vậy em có cái kỹ năng đó hay không rất nhiều những cái kỹ năng mà bây giờ thế giới người ta đang cần người ta lại không có đủ nhân lực thì những cái người mà khôn ngoan nhất tại thời điểm bây giờ tiếng anh nó gọi là transition bạn chuyển giao công nghệ từ một cái đứa vô dụng trở thành một cái đứa hữu dụng thì bắt buộc bạn phải apply tức là bạn phải sử dụng những cái kỹ năng high income skill này bằng cái cách làm sao học thôi nhưng tụi mày không muốn học tụi mày muốn theo kiểu cố chấp là theo kiểu bảo thủ của Việt Nam dạ em dốt em biết chừng đó em muốn xài chừng đó 5 năm 10 năm nữa chị khẳng định với em ở Việt Nam những cái doanh nghiệp nào mà chưa có chuyển đổi số qua internet qua app hay qua website như những cái công ty nước ngoài những cái công ty đó sẽ biến mất vĩnh viễn ở Việt Nam chị lặp lại tụi nó sẽ biến mất vĩnh viễn ở Việt Nam bởi vì thế giới nó đã qua một cái trang kỷ nguyên mới rồi và nếu như mình vẫn còn tụt khẩu phía sau ngày xưa mà nói tụi mày vô cái app để đi mua đồ ăn tụi mày cười ở trong mặt đúng không giờ đố đứa nào tụi mày không xài grab đó chính là chị nói cái cái chuyển giao công nghệ đó tụi mày sẽ không còn cuộc sống như ngày xưa nữa dù tụi mày có muốn cỡ nào tụi mày sẽ không còn muốn như hồi xưa nữa cái vấn đề việc làm này em phải bắt đầu tập trung và hiểu nó là cái vấn đề của cá nhân nó không còn của nhà nước nữa tụi mày mà còn lệ thuộc vô nhà nước thì tụi mày chết hết tụi mày chết hết tao nói thiệt những cái nước mà đã và đang phát triển trên thế giới họ nhận thức được cái điều này họ thích ứng rất nhanh singapore chị sẽ cho em một cái ví dụ lúc mà đại dịch nó vừa mới đến người ta nhận thức được cái này và người ta đã chuẩn bị trước từ sau sars rồi là người ta để ra một khoản thu nhập gọi là quả khoản gọi là biến cố nó đến giống như mình là bảo hiểm gì đó người ta tung ra người ta trả chuyển tiền về cho người dân mỗi tháng bao nhiêu tiền đó để người dân cầm cự qua ngày sống qua đời sống để chờ cái ngày qua đời mà làm sao qua cái đại dịch này để không có bị qua đời á rồi cái bước tiếp tiếp khi họ giải quyết nó là cái gì họ tạo ra những cái app mới tức là chị đang nói công nghệ đó đi vô em scan cái cốt để em vô từng tòa nhà để họ kiểm tra coi ai gần ai để ở lỡ ai mà bị covid người khác biết để đề phòng những cái này là những cái mà người ta đã tính trước cả ngàn năm rồi việt nam mình còn lạc đẹp theo sau cả trăm ngàn cái app và không có thống nhất được cái app nào trong khi ở bên xin nó chỉ có đúng một cái app duy nhất và chính phủ quản lý được chưa để cho em hiểu được là sau cái này tất cả thậm chí chị nói thiệt nha cái menu á, là cái cái bản mà gọi đồ ăn không có một nhà hàng nào ở xin nó xài cái menu nữa hết tất cả đi vô nhà hàng là em scan cái menu em tự ngó xem em chọn luôn là em hiểu nó tăng tiến có nghĩa là cái cái loại mà in ấn giấy tờ nó cũng biến mất luôn rồi nó sắp biến mất luôn rồi ok tất cả mọi thứ nó đều là scan cái code và lỡ tiện đang nói đến scan cái code mấy đứa nhớ nhấn vô cái code uh, của chị rồi nhấn scan để vô đó tìm thông tin của chị bây giờ tao xài công nghệ mới hết rồi tao không có xài đồ cổ lỗ sĩ như tụi mày nữa giờ đi vô mà gõ 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 làm cái gì nữa scan cái là ra nguyên một đống đường link với việc nhấn thôi chị lặp lại một lần nữa cả tụi mày phải bắt đầu ý thức được không có tiền thất nghiệp hay là cái sự thất bại trong cuộc đời của em về tài chính là lỗi của em tại vì khi mình nhận nó là lỗi của mình thì mình mới có động lực và dũng khí để học về tài chính được cho mấy đứa đừng có quên là like share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của nhi và tích những cái điều Nhi đang làm tiếp tục lan tỏa cho những người khác và những các bạn mà muốn học nhiều hơn những cái kiến thức của nhi song song với cái này ok đừng link ở dưới mô tả để giờ kết nối với nhau học với nhau để nhận được nhau nhiều hơn cái cơ hội để mà bạn thay đổi bản thân của bạn được chưa như sẽ gặp lại bạn trong những cái livestream kế tiếp theo. bye bye